Đây các bạn, đây là cái con Jupiter FI. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cái trường hợp này, là cái vấn đề mình nói rất chi là nhiều rồi, nhưng mà vẫn nhiều anh em mắc phải sai lầm này. Thì các bạn hãy theo dõi video nhé. Con này thì hiện tại nó đang bị kêu máy cũng như là phải làm lại. Thì các bạn xem cần làm lại những gì, các bạn nghe theo dõi video nhé. Đây các bạn, đây là cái máy nó kêu quá trời luôn. Đấy thì các bạn xem video hãy lưu ý nhé. Xe mình là chưa có chăm sóc dầu nhớt thì hãy và thay dầu định kỳ, chăm sóc xe mình một chút để nó đảm bảo về chất lượng. Đấy thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi video xem cách khắc phục của mình nhé. Đây các bạn ạ, đây là cái con xe Jupiter á, thì mình cũng đã tháo xong nòng rồi, đầu bò với nòng rồi, mình đã đi doa về đây. Đây hôm qua nó xước hết nòng này, đấy giờ mình đã đi doa lại nhé các bạn nhé, đó đã đi doa lại mới này. Nhìn nó sáng này. Đó ở cái quả cũ của nó đây, quả cũ của nó xước hết này các bạn ạ, đấy. Cái tình trạng này thì mình cũng nói với các bạn rất là nhiều, nhưng mà vẫn nhiều bạn là không để ý đến dầu nhớt, khiến ra bó máy. Đấy, thành ra bó máy này. May chưa chết biên. Đấy. Đây nó xước rồi nhưng mà người ta vẫn cứ cố đi này. Muội nó đầy trên trên mặt quả này. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình ráp vào rồi cho các bạn cùng xem sau khi làm nó có êm trở lại không. Đấy thì các bạn theo dõi video nhé, xem nó có thực sự nó êm hay không.
rồi các bạn ạ, vậy là cái quá trình mình làm máy con xe Jupiter đã xong. Đấy thì mình cũng muốn quay cho các bạn xem là cái kết cục của sau khi mình làm máy thì nó có thực sự là nó có êm lại không như cũ hay không, thì các bạn hãy theo dõi video cũng như là cùng mình nổ máy lên xem nhé các bạn nhé. Đây bây giờ mình sẽ nổ máy cho các bạn cùng xem, cùng nghe nhé. Ok rồi các bạn ạ, hiện tại bây giờ là êm rồi. Đấy, mình chưa chỉnh gang ti lại, bây giờ hiện tại là nó gang ti hơi to, rồi mình sẽ chỉnh gang ti xuống thấp cho các bạn cùng nghe nhé. Đấy, lúc đấy là mình nổ rốt đa thì mình có để gang ti hơi to một chút. Mình sẽ lấy cái đèn mình soi mình chỉnh gang ti xuống. Được các bạn ạ, vậy là cái quá trình mình chỉnh gang ti nhỏ xuống thì nó cũng tương đối là êm. Đấy thì các bạn sát lại thì nghe tiếng máy nhé các bạn nhé. Đó, máy lại trở về như cũ, lại thì thầm các bạn ạ. Đấy. Rồi mình sẽ quay qua cho các bạn xem một vòng nữa. Jupiter FI hết dầu và cái kết là phải làm lại máy các bạn nhé. Đấy. Ok, êm các bạn nhé. Ok rồi. Vậy là cái quá trình mình làm máy một con xe hết dầu của con Jupiter như ngày hôm nay mình quay cho các bạn xem đó, cũng đã hoàn thiện và máy móc cũng đã êm trở lại. Mình cũng rất vui khi mình làm xong hoàn thiện và nó được êm. Đấy các bạn, mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Mình cũng mong các bạn ủng hộ kênh của mình nhiều hơn nữa bằng cách nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ. Mình xin hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.